MC Hoài Đức Mơ và MC Tuyền Mộc xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Người hùng của những ngôi sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media và được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Người hùng của những ngôi sao ngày hôm nay sẽ là một phiên bản rất là đặc biệt. Wow. Một bên sẽ là sự xuất hiện của những vị anh hùng được xuất thân từ những sân chơi mà các bạn trẻ đều rất là đam mê bởi nội dung khai thác của họ cực kỳ lôi cuốn. Đầu tiên chính là sự xuất hiện diễn dealer. Yeah. Và nói đến diễn dealer thì chúng ta phải nói đến một cặp bài trùng của anh ấy, đó đúng. Là bạn Lên Chi. Okay, không? Cái bài cồng chiên quá nha. Đang đang đang. Dạ, có vẻ khởi động, lúc này khớp chân quá, sẵn sàng quá. Và bên cạnh đó sẽ là rất nhiều bạn trẻ. Xin được chào đón tất cả mọi người. Ngày hôm nay tôi đã nói đây là một cái phiên bản mở rộng rất đặc biệt, mà anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân. Ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện rất đặc biệt, nóng bỏng, hấp dẫn, lôi cuốn, đầy tươi trẻ, mới mẻ và cập nhật đến từ xu hướng của giới trẻ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Và đó chính là sự xuất hiện của năm cô gái đặc biệt ngày hôm nay. Wow. Kính thưa quý vị, cách đây 10 năm, nếu như cụm từ hot girl và hot boy đã tạo nên một xu hướng mới và tạo ra một thế giới mới và những cơ hội mới để khiến cho những bạn trẻ gặt hái được rất nhiều thành công, thì ngày nay cụm từ trendy girl đã trở thành một trong những cơ hội mới để giúp cho những bạn gái cũng như bạn trai cảm thấy tự tin với khả năng diễn xuất của mình, có thể tận dụng vào những ưu thế trên mạng xã hội và những ứng dụng trên điện thoại để có thể tìm kiếm những cơ hội và thu về cho mình rất nhiều nguồn thu nhập và những cơ hội mới trong tương lai. Ngày hôm nay, với sự xuất hiện của năm cô gái rất biết bắt kịp xu hướng mới của giới trẻ, xu hướng này sẽ mang lại chúng ta một làn gió mới cùng với chương trình Người hùng của những ngôi sao. Ngày hôm nay chúng ta không bàn về thu nhập và những cơ hội trong tương lai, mà những gì đã trải qua trong quá khứ của những cô gái này để khiến cho họ cảm thấy tự tin và bản lĩnh hơn. Và đi vào vấn đề trọng tâm, đó chính là tình yêu. Wow. Trong tình yêu, năm cô gái này đều đã từng bị phản bội. Trời ơi, đẹp vậy mà cũng bị phản bội nữa hả? Cái cảm giác bị phản bội đó nó kinh khủng lắm quý vị ạ. À, nhưng trước tiên hãy giới thiệu về bản thân mình, diễn dealer và Lân Chi. Hãy lắng nghe thật kỹ từng lời giới thiệu.
các bạn có thể từng là đồng nghiệp nhưng ngày hôm nay sẽ là đối thủ, cùng với sự tư vấn của rất nhiều các bạn khán giả ở xung quanh, để có thể chia đội ra với nhau và dự đoán xem những cô gái này của chúng tôi đều đã từng bị phản bội, thì ai trong số 5 cô gái này đang là người đang chia sẻ điều không phải là sự thật. Đó, ghê chưa, ghê chưa? Hiểu. Và chàng trai nào mà đoán chính xác thì người đó sẽ trở thành người hùng của những ngôi sao ngày hôm nay. Wow. Hôm nay mình chơi lật kèo ngược hả anh? Đúng vậy, đúng vậy. Rồi bây giờ chúng ta chia đội đi hả? Đúng ok. Rồi, qua đây. Như vậy là lực lượng bên diễn dealer đang có chiếm được ưu thế bởi số lượng đông hơn một người ha. Chúc cho hai bạn may mắn ngày hôm nay, và đương nhiên không phải đơn giản mà chúng tôi tôn vinh để trở thành một người hùng của những ngôi sao để vượt qua được ải mỹ nhân này, thì một trong năm cô gái này chắc chắn sẽ có người nói câu chuyện thật, có người sẽ tưởng tượng ra một câu chuyện nào đó không có thật để nói dối chúng ta, và người nói dối chỉ một mà thôi. Và bây giờ chúng ta hãy đến với phần tự giới thiệu của các cô gái của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào tất cả mọi người, chào hai MC của ngày hôm nay ạ. Mình tên là Thanh Vân, hiện tại thì mình đang sinh sống ở thủ đô Hà Nội, và công việc chính của mình thì là kinh doanh. Ngoài công việc chính ra thì Vân có tham gia cái hoạt động nghệ thuật là một người mẫu ảnh và diễn viên. Mình rất là thích mua sắm và đi du lịch. Hiện tại thì mình vẫn còn độc thân. Xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Em tên là Tống Khánh Linh. Công việc chính của em hiện tại là vũ công ạ. Hiện tại thì em đang sinh sống tại Hồ Chí Minh. Em thích đọc sách và hát. Nhưng mà không biết là bạn đang hạnh phúc hay là đang FA? Dạ em mới chia tay ạ. Em chào mọi người, em tên là Vi Hảo. Hiện tại công việc chính của em là diễn viên, và em có kinh doanh thêm nữa. Em thích nấu ăn, thích đi du lịch và thích hát. Còn tình trạng hiện tại của em thì là đang độc thân. Độc thân một năm rồi. Chào tất cả mọi người, em tên là Trần Mỹ. Hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là graphic designer. Em thích đi du lịch một mình và thích đi uống rượu. Hiện tại em đã có bạn trai rồi. Em có một đặc điểm nữa là em nói chuyện không hay, không nói những lời ngọt được, nhưng mà em rất là chân thật. Cái người thương của bạn bây giờ nè, có ủng hộ việc bạn sử dụng những thức uống có cồn không? Em không sử dụng nhiều, chỉ là một tháng em đi khoảng vào những dịp cuối tuần. Em biết là mình uống được chừng nào thì em sẽ chỉ enjoy nó thôi. À, đó là một cụm từ mới trong xu hướng bây giờ là chill đó mọi người. Lâu lâu mình chill một chút xíu để thăng hoa hơn trong cảm xúc. Không biết là tủ lượng của em bạn có tủ lạnh không? Bằng cái tủ lạnh bự lắm đó nha anh nha. Cái dạng size by size á. À vậy là vừa phải thôi em. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lại Thanh Hương. Hiện tại Lại Thanh Hương đang làm công việc là giảng dạy người mẫu, định hình phong cách. Ngoài cái thời gian đi giảng dạy thì Hương có làm DJ. Giống như Mỹ thì Hương có một cái sở thích đấy là nhậu. Nói chung là thích nhậu cho vui thôi, chứ còn uống thì chắc cũng chỉ được một két, cũng không được nhiều. Em ơi, cái két sắt hả hay là két bia? Thì gu của em thì là nhậu như vậy, thì nhưng mà nhậu sau nhậu thì em thích nấu ăn cho những người mà em yêu thương. Và đó chính là lời giới thiệu của cả năm cô gái. Bây giờ chúng ta đi sâu vào phần chính ngày hôm nay. Xin mời năm cô gái hãy kể câu chuyện quá khứ trong tình yêu của mình, và mình bị phản bội như thế nào. Mời bạn Thanh Vân ạ. Ngay bây giờ Vân sẽ kể là cái cảm giác rất là buồn và cay nữa. Ở cách đây khoảng 3 năm thì Vân có yêu một bạn. Nghề nghiệp của bạn ấy thì làm công an. Và lúc đó thì Vân đang đi làm việc. Cái công việc của mình là nghệ thuật. Mà cái công việc nghệ thuật của mình thì mình rất là đam mê luôn. Nhưng mà vì anh ấy, Vân đã bỏ 2 năm không làm nghệ thuật nữa, mà bắt đầu là vào công việc kinh doanh của mình. Và cái lần cuối cùng Vân và anh ấy có giận nhau, khoảng một tháng anh ấy không có liên lạc gì với Vân cả. Và một hôm Vân đi tới nhà anh đó thì Vân đã gặp được vợ sắp cưới của anh ấy. Giống như tất cả nhiều người phụ nữ khác thôi, mình rất là buồn. Mình chỉ được anh ấy nói một câu là anh sắp lấy vợ rồi. Và cái cô vợ mà sắp cưới của anh ấy có nói với Vân là chúng tôi có bầu được 4 tháng rồi. Chúng tôi có bầu được 4 tháng rồi.
anh ấy mới có trục trặc một tháng thôi. Thì cái chuyện đó quá sốc đối với mình, bởi vì một cái người đàn ông mà mình có thể hy sinh, mình có thể bỏ tất cả. Mà cái hiện tại mà khi mà Vân bỏ công việc của mình ấy, thì Vân có làm spa và chuyển cái spa đó gần nhà anh ấy luôn. Vì nghĩ là cưới nhau rồi mà, đúng thật là người ta có nói là cái gì nhỉ? Con cóp cho cọp lỡ sơi đúng không? Và từ đó đến giờ thì mình vẫn còn độc thân. Một tràng pháo tay để động viên cô ấy. Hãy tưởng tượng xem nếu như anh ấy đang theo dõi chương trình này, bạn muốn nói điều gì với anh ấy? Khi mà gặp cái trường hợp như thế thì Vân cũng có nói thẳng rồi. Vân chỉ có nói với anh ấy một câu là chúc anh hạnh phúc với gia đình nhỏ. Vẫn chúc người ấy hạnh phúc, rất cao thượng. Em nghĩ là bản thân mình có cái điểm gì chưa tốt với lại bạn đó mà khiến bạn đó phải tìm một cái người mới trong lúc quen em? Em cũng không thể nói được là mình có ưu điểm và khuyết điểm gì, bởi vì là em chỉ nghĩ là nếu mình đã hợp nhau thì hợp nhau từ lúc đầu rồi. Có thể đến cái khoảng thời gian đó thì bạn ấy nghĩ là bọn em không phù hợp nữa. Em cũng chỉ nghĩ rằng là thôi, mình bị cắm sừng thì lần sau rút kinh nghiệm. Còn bây giờ mình cũng không thể đổ lỗi, bởi vì là có gào khóc, có đổ lỗi, có đau buồn thì bản thân mình tự chịu đựng thôi, chứ bạn ấy cũng không có chịu đựng gì cả. Và với bạn ấy, mà khi mà bọn em đã chia tay nhau rồi nhá, bạn ấy lấy vợ rồi, bạn ấy vẫn còn nhắn tin và nhờ bạn bè này gặp gỡ này, và cũng nói là anh không yêu vợ đâu, anh chỉ yêu em thôi. Nhưng mà nó rất là vô lý. Cho nên em nghĩ rằng bạn ấy là người không tốt. Trước khi diễn ra cái cuộc cãi vã thì Vân có nhìn thấy những điểm gọi là dấu hiệu ngoại tình của người yêu mình hay không? Có thể là cái lúc đó, cái thời mấy năm trước Vân còn trẻ, thì cái sự nhận biết của Vân nó không được tinh tế như bây giờ. Nếu mà bây giờ mà yêu ai là khác liền nhá. Vân chỉ thấy là khi mà Vân muốn về nhà hoặc là muốn nói chuyện với bố mẹ bạn ấy nhiều hơn thì bạn ấy có một cái khoảng cách. Thì bạn ấy nói là bây giờ anh đang tập trung cho sự nghiệp thì mình có thể từ từ được không em? Cho anh hỏi là cái mối tình của em là như thế nào mà tại sao trong vòng 4 tháng đó hoặc trước đó em không biết được là người yêu của em cứ đang có vấn đề? Tại vì người ta đã có thai 4 tháng đúng không anh? Còn nhiều khi là trước đó nữa mà em không nhận ra điều đó hả? Thường người ta nói con gái sẽ rất là đa nghi, thì khoảng thời gian 4 tháng là hoàn toàn có thể là cho em điều tra cũng như là em cảm nhận được cái tình cảm của người kia dành cho mình, thì tại sao em lại không nhận ra điều đó? Bởi vì là anh ấy là người bắt cá hai tay, chắc chắn là sẽ không bao giờ là qua lại giống như mình là người yêu chính thức rồi, kiểu lén lút ấy, nhưng mà bị dính bầu. Không lẽ là em lo mãi về công việc mà em không quan tâm đến cái việc là người yêu của em sắp cưới luôn? Ở đây là vậy nè, chị là người phụ nữ, chị nói cho em nghe, một khi phụ nữ mà yêu thì đặt niềm tin, và cái niềm tin đó mình chỉ nghĩ là mình vun đắp. Thì bạn này nói là sắp sửa cưới rồi, còn dọn cả spa của mình về gần nhà bạn kia nữa. Khi mà cái câu chuyện của Vân xảy ra ấy, thì cậu ấy có nói là vì là quen nhau qua loa thôi, nhưng mà bây giờ dính bầu. Người yêu của em tên gì? Cho phép em là xin phép là thôi không nói nhá. Anh tên gì? Bởi vì người ta cũng có gia đình rồi, giờ hai con rồi. Bây giờ nhỡ đâu vợ với lại chồng mà xem trên truyền hình nhỡ đánh nhau thì chết. Cái một tháng mà hai người giận nhau á, đó là giận về cái gì? Giận dỗi á, thì nó có lặp lại đi nhiều không? Chuyện giận dỗi nhau nó lặp đi lặp lại. Lần cuối đó thì là nó là căng nhất, liên quan đến vấn đề là hai người không có điểm chung với nhau. Bạn ấy có nói với Vân là bố mẹ bạn ấy không đồng ý cho hai đứa cưới nhau vì ở xa quá. Vân thấy lý do nó không phù hợp. Cái cách em trả lời á làm tụi anh hoàn toàn cảm giác như là bị lan man và kiểu như là không có tập trung vào cái câu trả lời và câu hỏi của tụi anh. Cho nên là hiện tại cái phần mà tin tưởng về em á, anh xin phép anh xin đặt là khoảng 50%. Tỷ lệ niềm tin của các bạn hiện tại như thế nào hả Diễn hả? 0%. Không là chốt luôn á, 0% chốt luôn. Cảm ơn Thanh Vân, cảm ơn bạn đã thẳng thắn chia sẻ câu chuyện của mình. Em xin kể về mối tình thứ hai của em. Có lẽ đây là mối tình khắc cốt ghi tâm nhất trong cuộc đời em. Bọn em yêu nhau được 3 năm rưỡi. Đáng ra là tháng 11 năm 2018 là bọn em đi chụp hình cưới. Thì tháng 10 năm đấy là đám cưới của bạn ấy với người khác. Cố gắng lên, 3 năm rồi, cố gắng lên.
Tức là bọn em thì yêu xa. Nên là một hôm thì em không biết, kiểu như là con gái có linh tính ấy. Em vào Zalo của bạn ấy bằng điện thoại thì em thấy đổi mật khẩu rồi. Cái xong em mới vào bằng máy tính, tại vì máy tính là em có lưu sẵn Zalo của bạn ấy, thì em thấy có tin nhắn đến. Bên kia là một bạn gái và bạn ấy hỏi là tại sao nguyên ngày hôm qua anh không nhắn tin cho em, và em cảm thấy có gì đấy sai sai. Thì xong em cứ để màn hình đấy cả ngày, thì sau em bắt đầu thấy hai bạn ấy nhắn tin qua lại với nhau, và em trực tiếp xem cái đoạn tin nhắn qua lại đấy luôn, thì em biết là em bị cắm sừng. Lúc mà em biết chuyện đấy xong thì em bỏ hết tất cả công việc ở Sài Gòn, em chạy về nhà. Thì lúc đấy hai người đấy đang đi Nha Trang với nhau. Xong đến lúc em về nói chuyện thì bạn ấy nói là nếu mà em phát hiện ra rồi thì thôi chia tay đi, bạn ấy sẽ cưới bạn kia. Trời ơi, phủ vậy luôn đó. Sao mà phủ phàng quá vậy ta, mà vô trách nhiệm như vậy luôn đấy. Trong khi là tháng 11 sẽ là ngày bọn em đi chụp hình cưới. Thì tháng 10 năm đấy lại là đám cưới của hai bạn đấy luôn. Đấy, lúc em phát hiện ra thì là khoảng tháng 9 ạ. Và bây giờ nếu như anh ấy đang xem, bạn có muốn nói gì với anh ấy hay không? Thật ra thì mấy ngày trước em có comment được một cái hình của hàng xóm của bạn đấy. Thì sau rất lâu rồi, 2-3 năm rồi, thì tự nhiên em không biết tại sao hôm đấy lại vào thả tim comment của em. Chà, cái này mới cấn, tôi ghét mấy hành động này lắm nha. Thôi nhưng nha. Mà em block rồi ạ. Block luôn. Cái khoảng thời gian đấy thì bản thân em cảm thấy rất là khổ. Lúc đấy thì em đã dành ra một tháng để em đi du lịch, khi nào em dùng hết tiền và em quay lại Sài Gòn. Đó là em đang đi gặm nhấm nỗi buồn của mình. Cái khoảng thời gian mà em đang đi du lịch trên Hà Giang ấy, thì anh rể của bạn đấy gửi cho em một tấm hình chụp đám hỏi của hai người đó. Nên là cho đến bây giờ thì thực sự em không muốn gặp lại gia đình bạn ấy một lần nào hết. Động viên cô ấy nè, chúng tôi cảm nhận được cái nỗi đau đó. Nhưng mà chắc chắn là những bạn đang ngồi trực tiếp lắng nghe cũng phải tỉnh táo nhé. Thật ra lúc bạn ấy nói chia tay thì em có níu kéo á. Em nói là nếu mà muốn cưới luôn thì bây giờ em có thể về cưới luôn, em bỏ hết mọi thứ ở Sài Gòn cũng được. Nhưng mà bạn ấy và gia đình bạn ấy thì không tin là em có thể bỏ hết mọi thứ để ở Sài Gòn để về. Em ở 10 ngày ở nhà, và xong đấy thì bố em mới bỏ thuốc được 2 tuần. Bố em thấy em không ăn không ngủ thì bố em đã hút thuốc lại. Rồi bản thân em và gia đình em đều sụt cân và mất ngủ hết. Sau 10 ngày đấy thì em không níu kéo được, và em thấy là em làm khổ bố mẹ em quá nhiều. Bản thân em thì không sao, nhưng mà tại sao bố mẹ em cũng phải mất ăn mất ngủ theo em. Thì lúc đấy em mới quyết định đi về Sài Gòn lại và đi du lịch. Rồi xong rồi em xài hết tiền thì em về Sài Gòn lại từ đầu. Mình có câu hỏi muốn hỏi là hồi nãy bạn nói là bạn đi du lịch ở Hà Giang đúng không? Tại sao không chọn địa điểm khác mà lại chọn Hà Giang? Thật ra thì mình là người Bắc, mình thích về Hà Nội. Lúc đấy là mình đi ra Hà Nội và mình lên Hà Giang, tại vì những nơi đấy nó yên bình hơn ý. Nên là mình chỉ lên Hà Giang book một cái homestay, xong rồi ở trên đấy hưởng không khí lạnh và ngắm cảnh thôi. Em với bạn đó không phù hợp ở điểm nào mà khiến cho bạn đó phải tìm hiểu một người phụ nữ khác? Anh muốn hỏi thêm cái nữa là khi mà em níu kéo á, thì cái thái độ của họ là như thế nào? Lúc em níu kéo thì bạn ấy có phân vân. Ngày đầu tiên em về thì bạn ấy nói là không, bây giờ bạn ấy sẽ cưới bạn kia. Những ngày sau nữa thì ngày nào cũng gặp, tại vì ngày nào cũng khóc. Thì bạn ấy có phân vân. Nhưng mà xong đến ngày thứ 10 thì bạn ấy bảo là bạn kia có thai rồi. Nhưng mà thật sự là em không tin. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn là chia tay ạ. Có thể là bạn ấy và gia đình bạn ấy nghĩ là em không chăm lo được cho gia đình. Gia đình bạn ấy nghĩ là công việc của em đi diễn nhiều này kia thì sẽ không chăm lo cho gia đình. Và một người mà giống như là bước chân vào trong nghệ thuật thì khó có thể bước ra được ấy ạ. Và em xa nhà từ nhỏ nên em ít kiến thức để có thể chăm lo được cho chồng con ấy ạ. Cái tỷ lệ phần trăm niềm tin của đội lân ria dành cho cô ấy là bao nhiêu? Luôn là em bị một cái tật là em rất là sợ khi mà một ai đó rơi nước mắt. Cho nên lúc mà khi mà bạn vừa cất lời cái là bạn rơi nước mắt liền thì em cảm giác như là ôi có khi là bạn này thật. Nhưng mà càng nghe thì xong rồi cái cảm giác khi mà bạn cứ càng khóc liên tục vào trong khi thời gian nó đã trôi qua rất là lâu rồi, em cảm thấy là giống như bạn đang diễn á. Cho nên là hiện tại em cũng bị đang rất là rối, và em nghĩ là anh Lân cũng đang rất là rối luôn á. Bao nhiêu phần trăm mà trả lời đi ạ? 60 đúng không anh? Khoảng 60%. Khoảng 60 thôi anh. Còn với diễn đi lơ thì sao? Em đánh giá qua những tình tiết nhỏ thì em cảm thấy bạn này có thể tin tưởng 10%. Ây da, ghê. Hai đội này điêu lên từ từ anh ha. Đọc tâm lý mà. Vi Hảo, có một lần anh đọc được một bài báo liên quan đến chuyện tình cảm của em, cũng muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng sợ động chạm vào nỗi đau đó. Thì liệu đó có phải là câu chuyện mà em muốn kể ngày hôm nay hay là một câu chuyện khác? Thực ra là anh đoán rất là đúng.
Bởi vì cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện mà có lẽ là cả đời em cũng không thể quên được. Cách đây khoảng 4 năm, em và anh ấy có gặp nhau trong một cái bữa tiệc. Anh ấy cũng là một diễn viên, cũng là một người có tiếng. Và có một cái đặc điểm đó là anh ấy cùng quê với em. Em thì vào Sài Gòn là được 7 năm rồi. Anh ấy cũng sinh sống ở Sài Gòn luôn. Khi gặp nhau thì nói chuyện khá là hợp. Sau đó thì có tìm hiểu rồi cũng yêu. Và được khoảng mấy tháng thì anh ấy có là hỏi cưới em. Cách đây 4 năm thì em mới có khoảng 21 tuổi thôi. Thì cũng chỉ nghĩ là thôi mình yêu thì mình hy sinh hết. Anh ấy nói là nếu như mà hai vợ chồng á, mà cùng làm nghệ thuật với nhau thì sẽ khó có thể là chăm sóc gia đình được. Anh ấy muốn em lùi lại. Thì lúc đó là em cũng tính là về Bắc và kinh doanh rồi để cho anh ấy đi làm nghệ thuật. Thì lúc đó là hai đứa yêu nhau thì ở gần nhau rất là nhiều. Lúc đó anh ấy có đi một bộ phim và mất 2 tháng. Hai đứa ít gặp nhau. Anh ấy quay ở miền Tây. Và đến lúc mà hai đứa gặp lại nhau á, bàn về cái chuyện mà cưới sinh thì khoảng 2 tháng nữa thôi là tụi em sẽ chuẩn bị bắt đầu đi chụp ảnh cưới. Thì vô tình cái lúc mà anh ấy đi vệ sinh á, có để cái điện thoại ở lại và anh thấy một cái tin nhắn tới. Tin nhắn đó anh ấy lưu cái tên á là vợ yêu, là vợ yêu. Không phải là em. Không phải em. Em biết là cái tên của em anh ấy lưu là cục cưng, vợ yêu. Thực sự là một cái số điện thoại lạ. Và nó hiện tin nhắn lên đó là sao hôm nay chồng về sớm vậy, vợ mệt quá, vợ nhớ chồng. Cái lúc đó là em cố gắng em kìm nén cảm xúc đợi đến lúc mà anh ấy đi ra để nói chuyện. Thì em chỉ nói là anh, vợ mới nhắn tin á. Lúc đó anh ấy nghĩ là em đang giỡn. Thì nói không, xem tin nhắn đi, người ta đang buồn á. Anh ấy nói là không phải như em nghĩ đâu. Cái em nói là ủa không phải như anh nghĩ mà tại sao anh lại yêu người ta là vợ yêu. 2 tháng trời đi quay phim. 2 tháng đó là cái khoảng thời gian mà anh lạnh nhạt với em. Ngày trước á, anh đi quay phim, ngày nào cũng FaceTime gọi điện cho em. Tại sao cái lúc 2 tháng đó anh luôn tìm lý do là anh mệt, không thể gọi điện cho em được, anh không nói chuyện với em được. Cho đến lúc mà em nghĩ là không thể níu kéo được nữa, em chỉ biết là em buông điện thoại xuống và em chạy ra khỏi chỗ quán cà phê đó. Em chạy xe mà em khóc mà em không nhìn thấy đường. Tí nữa là em đâm dính cái xe ô tô. Cái lúc đó em chỉ nghĩ là thôi, như nào đó là cái số trời. Và có một cái đó là người đàn ông đó quá tồi tệ. Là sau khi mà chia tay với em xong thì em có tìm ra người con gái đó. Và người con gái đó nói với em một câu đó là anh ấy không có yêu em đâu, em nhường anh ấy cho chị đi. Ok, thì lúc đó thì em cũng nói là thôi, nếu như mà hai người yêu nhau đến với nhau đi, em sẵn sàng nhường. Lúc đó em nhớ là anh ấy vẫn muốn là cưới em. Nhưng mà em không thể chấp nhận được nữa. Và điều tồi tệ nữa là anh ấy yêu người con gái đó được khoảng 2 tháng thì anh ấy lại quen một người con gái khác. Và người con gái khác đó cũng quen được 2 tháng rồi cưới. Cái chị đó cũng gọi điện cho em và kể về cái câu chuyện là chị cũng bị lừa dối như em. Quá là tồi tệ. Và anh có biết không là khoảng cách đây mấy tháng, khi mà em mới khai trương kinh doanh, anh ấy có nhắn tin hỏi em, anh muốn gặp em, anh và vợ không hạnh phúc nữa hả? Thực sự là em cảm thấy họ quá tồi và em lốc luôn. Cảm ơn Vi Hảo, cảm ơn em. Em cảm giác là sao mấy bạn này đều nói dối á. Trong chương trình chỉ có một người là nói dối chúng ta thôi. Em bị tâm lý, em không còn cảm giác tự nhiên để cảm thụ được câu chuyện của từng người rồi. Đâu thử một lần thả lỏng rồi. Cho phép mình được trôi theo dòng nước mắt của cô ấy. Một người nói thật nó sẽ khó phân biệt. Tại vì các bạn nói dối thì các bạn sẽ cố gắng nói thật, các bạn nói thật thì sẽ cố gắng nói thật một cách như nói dối. Ở đây cần cái sự nhạy bén là ở chỗ đó, đó. Chứ còn nếu mà dễ đoán thì tôi đâu có thi để làm dạ, đúng gì. Rồi cái bát điện thoại của người yêu của em là gì? Thực ra là em rất là tôn trọng bạn ý, cho nên em không bao giờ động vô điện thoại của bạn ý. Mà có một cái đó là người ta để cái tin nhắn á, nó hiện lên cái màn hình nội dung hiện nội dung luôn. Hiện cái nội dung lên. Vậy là em nói sai rồi. Tại
vì á, những người mà đã có tình tư tưởng ngoại tình không bao giờ để hiện tin nhắn lại hết. Anh có biết không, đó là cái lý do mà em thắc mắc là tại sao cái khoảng thời gian người ta và cái người kia ở bên nhau 2 tháng trời quay phim chung, người ta cố tình làm như vậy để cho cái người phụ nữ kia tin tưởng. Và tới cái lúc cái anh biết là sau khi kết thúc cái buổi họp phim ngày hôm đó xong là người ta đi gặp em luôn. Nghĩa là sau khi mà gặp cái người kia xong là người ta đi gặp em luôn, thì cái người phụ nữ kia mới nhắn tin. Đó là cái tin nhắn như vậy. Chính xác. Hên xui lắm. Không, mà tôi thích câu hỏi của Diễn á. Diễn cũng khá là tinh tế và tỉ mỉ ha. Tôi hỏi là câu chuyện đó xảy ra vào năm bao nhiêu? Là cách đây 4 năm. Cái câu chuyện này của em được lên báo nha. Cách đây 4 năm thì em đã rất là stress và muốn tự tử vì cái câu chuyện này. Hai người đều nổi tiếng hết. Vì em không may là em không đọc được bài báo đó. Nhưng mà khi mà hai người cãi nhau về cái vấn đề chữ vợ yêu đó, bạn bỏ đi như vậy, bộ người đó không có một cái phản ứng gì khác để níu kéo hay là một cái gì đó để gọi là có xin lỗi. Đúng rồi, đúng rồi. Giống như là gỡ gạt lại. Người đó có, người ta nói là không có gì đâu, chỉ là đi quay phim chung với nhau rồi đổi tên như vậy là vì tụi anh đóng là vợ chồng với nhau. Thì có nghĩa là bạn lúc đó bạn đang rất là tức giận đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi và tại sao đến tận rất là lâu, mọi người có để ý là rất là lâu sau bạn này mới block Facebook của người kia và cũng như là thường xuyên liên lạc với bạn gái của bạn trai mình không ạ? Em nói chính xác rồi. Mọi người có cảm nhận điều đó và cái chính xác. Cái lỗ hổng trong cái câu chuyện của mình đó. Ủa hai đội giờ gom vô đội hả? Theo em nghĩ á, chị Hảo nè, là giận thì giận nhưng mà vẫn còn thương người cũ. Để xem nó còn liên lạc hay không. Nghe nói nè, Facebook thì lock rồi, nhắn tin ở Zalo. Chỉ là quên là không Zalo chưa có lock thôi. Dựa vào nhân tướng học, Vi Hảo là một người rất là cá tính và quyết đoán. Tỷ lệ phần trăm niềm tin của chị dealer dành cho cô ấy là bao nhiêu? 0%. 0% của Lân Chiến. 50-50. Và bây giờ sẽ là câu chuyện tiếp theo. Trần Mỹ xin mời. Tới bây giờ em xin được nói thật 100%. Em quen bạn đó được 2 năm. Em là cung sư tử cho nên sự tin tưởng tuyệt đối của em là tin tưởng vào người mình thương tuyệt đối. Em không có thói quen điều tra hay là trả vào những vấn đề cá nhân của bạn. Thì một ngày nào đó có một bạn gái nhắn tin cho em, cũng không nhắn gì nhiều, chỉ đưa cho em một cái hình, trong đó là những lời nhắn yêu thương của bạn trai em với bạn đó và một dấu chấm hỏi. Em không reply tin nhắn đó và em gửi liền tin nhắn đó cho bạn của em. Em chỉ cần một câu trả lời thật thôi, là người đó phải anh không? Anh nói trả lời thật lòng với em luôn là đó là anh. Và lúc đó là em biết là mối quan hệ của em kết thúc. Trải qua thời gian 2 năm cũng không phải là ngắn mà cũng không dài, đùng một cái em mất đi mối tình đó. Thì em dành hết một tuần để khóc lóc và chì chiết bản thân mình, giống như là em có điểm gì không phù hợp với người ta mong muốn. Em vào Facebook của bạn nữ đó để xem cách người ta ăn mặc như thế nào, kiểu tóc người ta để ra sao. Sau một tuần đó thì em cảm thấy bản thân mình xuống dốc kinh khủng khiếp về vẻ bề ngoài, về tinh thần của em nữa. Thì em rút ra được một điều là không nên tin tưởng vào một ai đó 100%. Lúc mà em vực lại tinh thần của mình thì em thay đổi nhiều hơn. Thì khi đó khi người đàn ông vẫn follow Facebook, Instagram của em nhiều thứ, thì họ thấy em có một cái lột xác rồi đó, và họ gửi bông hoa rồi nhắn tin và làm nhiều thứ giống như là muốn có em lại. Nhưng không, đã kết thúc rồi. Mỹ ơi, cho anh hỏi là hiện tại em năm bao nhiêu tuổi ta? Em năm nay 24. Có một câu hỏi mà anh quên hỏi bốn bạn còn lại á, lúc mấy bạn yêu, các bạn có công khai người yêu không? Em không công khai trên social media, em chỉ công khai ngoài những người bạn của anh đó, gia đình của anh đó và những cái giá trị thật hơn. Có thể đó là vấn đề á. Lý do vì sao em lại không muốn công khai cái mối quan hệ của mình? Tới hiện tại bây giờ em vẫn không muốn công khai. Em chỉ công khai là em đã có bồ rồi, nhưng em không muốn công khai người đó là ai, người đó công việc gì. Đó là quyền riêng tư của họ, họ muốn trân trọng điều đó. Người yêu em cung gì? Cung nhân mã. Thật sự là em đang rất là có thiện cảm với bạn Mỹ luôn, tại vì cái cách mà bạn nói á, truyền tải nó rất là truyền tải luôn. Và em cảm nhận được là giống như là bạn không có còn gọi là quá diễn về nó. Anh là anh tin thật đó, nhưng mà tự nhiên bạn nói câu là rút ra được là không được tin ai đó 100%. Đúng rồi. Câu chuyện của bạn này quá logic, kiểu như nó là một cái bài có sẵn. Như vậy thì tỷ lệ phần trăm của Diễn để cho đối thủ không nắm bắt được tình hình bên đây 0%. Lại 0%. Lân Chi. Còn đối em thì 50-50. Vẫn là 50. Khá là lập trường với cái tư duy nãy giờ của cả hai đội. Hương ơi, tới câu chuyện của Thanh Hương nè. Khác với các ở Mỹ thì gần như là tất cả những mối tình của em đều công khai. Tại vì em rất sợ trùng người yêu. Sợ trùng hay, chính xác ạ. Cái này cũng tập lý rồi đó. Nên em luôn luôn công khai. Thứ nhất là khẳng định chủ quyền, để xem mà có tin nhắn chờ nào đến nói với mình rằng là
chị ơi, anh đấy là người yêu em. Rất may thì em chưa gặp cái tin nhắn chờ đấy, nhưng mà em nhận được một cái tin nhắn chờ khác. Đối với em á, khi mà yêu, hai điều mà em nghĩ là không bao giờ phụ nữ nên làm, một là yêu xa, hai là xem tin nhắn của người yêu. Nửa năm trước thì em có một cái lịch đi dạy ở Hà Nội, thì em đi ra ngoài Hà Nội khoảng 10 ngày. Ngày nào em cũng vẫn nói chuyện với bạn ấy. Cái ngày hôm đấy em nhận được một cái tin nhắn chờ vào lúc 3 giờ sáng, là một bạn gái nhắn tin cho em kèm một cái clip hai người đang làm chuyện đó. Oh, đâu đấy? Và bạn ấy nói với em là em biết chị đang thích bạn trai em, nhưng mà em nghĩ là chị đừng nên phá hoại hạnh phúc gia đình em. Ôi trời, mạnh á. Thì cái lúc này á, cảm giác mình tự dưng trở thành người thứ ba. Em không có đủ sức để tức giận, mà em chỉ khóc thôi. Em chỉ khóc thôi và em nghĩ là tại sao người ta lại làm điều đó với mình. Em là một người mà luôn có một cái tính là hay bị nhận lỗi về mình á. Khoảng hơn một ngày sau thì bạn trai nhắn tin cho em, gọi là một cái sớ ấy, rất dài, nói rằng là ngày hôm đó anh đã đi đâu, anh đã làm gì. Gần như là bạn ấy nói thật, gần như tất cả mọi thứ, trừ cái việc là bạn ấy đã lên giường với cô ta. Vì cái tình tiết quan trọng nhất đấy, bạn ấy quyết định là giấu đi. Thì em nghĩ rằng là xui thôi. Em không nghĩ rằng là ai có lỗi hay là ai đúng ai sai ở đó rồi. Em cũng nói thẳng với bạn đấy là em biết tất cả mọi chuyện. Em không nói là em đã nhận được cái gì. Em nói là em vẫn mong chờ một cái điều mà thật thà hơn từ bạn đó. Và em hy vọng là bạn ấy nói ra. Và bạn ấy vẫn khẳng định với em là bạn ấy không làm cái điều đó. Thì đó là cái mà khiến cho em cảm thấy rất là thất vọng. Em nghĩ là người đàn ông đó chắc hẳn phải biết những điều mình làm ra, tại vì nó đã có bằng chứng dại khờ đến mức biết cả cái sớ, nhưng mà chỉ chối riêng cái vấn đề đó. Cái bằng chứng đó là bạn nữ bạn ấy gửi cho em qua Instagram. Đúng rồi, bạn nam đâu biết là không? Qua Instagram thì video nó có cái chế độ mà chỉ xem được một lần ấy. Một cái video 3 giây và nhìn thấy còn gì đưa đầu lâu nữa. Thì em không kịp lưu, thì em cũng không thể nói lại được với bạn đấy. Và bạn đấy giải thích với em là tối ngày hôm đó bạn đi club, bạn ấy quá say và bạn ấy không nhớ rằng là mình làm gì. Bạn ấy chỉ nhớ rằng là bạn ấy đã ngủ. Cái người con gái mà gửi cái clip đấy là người yêu cũ của bạn ấy. Thì em không biết là cái video đấy là được quay mà trước khi các bạn ấy chia tay hay là đúng vào cái ngày hôm đấy. Hồi nãy bạn có nói là bạn luôn công khai người yêu, nhưng mà tại sao lại bạn là người thứ ba? Cái bạn nữ mà nhắn tin đấy là người yêu cũ của bạn kia. Khi mà bạn nói là bạn không biết được là cái clip đó là trước đó họ hay là họ quen nhau hay là vừa rồi họ làm điều đó, thì tại sao bạn lại cứng rắn khi mà quyết định là break up với người yêu cũ hiện tại của mình? Bạn sẽ chắc chắn là sẽ bị ám ảnh khi mà nhìn thấy một cái video của người mình yêu với một người khác. Cái sự ám ảnh đấy ấy, nó khiến cho mình cảm thấy nó đau để cho tiếp tục được một cái mối quan hệ. Lân cũng hiểu là tại vì các bạn nam bạn lại giải thích là hôm đó bạn nó đi club thì xảy ra nhiều chuyện lắm. Tỷ lệ phần trăm bao nhiêu hả Lân? Có thể là cao nhất hiện tại mà 70%. Duy nhất là Thanh Hương á, thì nói ra được cái vấn đề mà ngay chỗ cái đoạn mà bạn chờ đợi người đàn ông đó, xin lỗi, chờ đợi người đàn ông đó cho bạn lời giải thích, thì bạn là 100%. Oh. Như vậy là chúng ta đã trải qua 5 câu chuyện rồi. Bây giờ tất cả các đội viên hãy giúp cho đội trưởng của mình tư vấn cho họ đi, để họ đưa ra quyết định cuối cùng. Ngày hôm nay, một trong 5 cô gái này, ai là người chia sẻ câu chuyện không có thật trong chuyện tình cảm và bị phản bội? Xin mời, 1 phút hội ý bắt đầu. Thời gian để cho cả hai đội bàn bạc thảo luận ý kiến với nhau và đội trưởng bây giờ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Trong 5 cô gái này, cô gái nào đã kể một câu chuyện không có thật? Thanh Vân, Tống Khánh Linh, Lương Vi Hảo, Trần Mỹ hay lại Thanh Hương? Theo mà cái kinh nghiệm nói dối của em á, bạn nói dối nó hay với dở nó phụ thuộc vào cái ánh mắt. Có một người mà em thấy cái ánh mắt nó hơi bối rối. Tôi cho bạn một cơ hội cuối để nhìn cận cảnh ánh mắt của từng cô gái. Hãy nhìn từ anh Lân. Cô gái thứ sao? Không phải
cái. Nhìn vào mắt thôi nhá. Chị là cái gì? Cái này giống đi điều tra của em. Ủa, tao em không hả? Em Diễn, em nhìn gì Diễn? Nhìn mắt nữa hả? Wow, ghê thiệt, tranh thủ hay chứ. Thôi để công bằng thì cho Diễn luôn. Được nhìn cận cảnh từng cô gái một. Ghê thiệt, nhân chắc học rồi. Mã nhân mã học ở đây nè. Và quyết định cuối cùng của Lân Chi là La. Người mà chia sẻ chuyện tình cảm không có thật và đang nói dối chúng ta ở đây, đó chính là Thành Vân, là cô gái số 1. Diễn đi lơ. Liệu rằng bạn có trùng câu trả lời hay là như nào mà lại cười ha 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 ha? Đối thủ đã trúng phải tuyệt chiêu của em rồi. Đánh hả? Lạc hướng. Hồi nãy em có nói là có một bạn nói thật 100%. Đó là theo nhận định của em. Nhưng đáp án thực ra bạn đó là người nói dối 100%. Đó là chính là Lại Thanh Hương. Wow, cô gái thứ năm Lại Thanh Hương. Đó chính là một quán căng nha. Cái xác suất này nó khá là nguy hiểm. Bởi vì sao? Chắc chắn không phải riêng một đội sai đâu, có thể có hai đội sai cùng một lúc đó nha. Đúng vậy. Nhưng mà Lân Di này, tại sao bạn lại đưa ra quyết định là Thanh Vân? Thì em đang suy nghĩ là chương trình đánh lừa em à. Có nghĩa là cho bạn nói dối đầu tiên, xong cái cho nuôi bạn diễn đem quên bạn đầu tiên. Đoàn tâm dạ. lý và dưới âm mưu đó. Và thấy bạn này nói chuyện là khá là chung chung. Và hai đứa em đều nhận ra một cái sự bộc lộ của bạn Vân ở chỗ là khi mà bạn trả lời á, cái ánh mắt của bạn nó hoàn toàn không có kiểu như là chân thật cho lắm. Và cả cái ngôn ngữ thình thể của bạn nữa, kiểu cố gắng nhớ bài cũng như là cố gắng bày vẽ ra cái câu chuyện sẽ trả lời như thế nào. Còn với pha lật bánh tráng một cách bất ngờ ngay ở cuối như vậy đến từ Diễn, tại sao bạn đưa ra quyết định là Lại Thanh Hương? Bạn Lại Thanh Hương lại kể rõ nhất, nhưng mà phút vấp của bạn á thì nó lại là không thể gắn kết với nhau được. Còn những câu chuyện của bạn này thì em ghi nhớ và em có thể là tự sắp xếp lại câu chuyện của họ, và em nghĩ là câu chuyện của họ nó có thể có thật nhiều hơn so với bạn Lại Thanh Hương. Nào, quan trọng hơn hết, ai sẽ trở thành người hùng của những ngôi sao đây? Và bây giờ sẽ là giây phút mà chúng ta đang rất mong chờ. Cô gái nào là người đã chia sẻ câu chuyện không có thật? Hãy bước lên phía trước 2 bước. Chà, quan viên hai họ đằng kia cũng đang rất là hồi hộp chờ đón kết quả cuối cùng. Có thể một trong hai bạn Lân hoặc Diễn trở thành người hùng của những ngôi sao của tuần này. Có thể cả hai bạn không có ai là người hùng hết. Thanh Vân, bạn chính là người quyết định của đơn vị. Tống Khánh Linh, bạn đã rớt nước mắt. Liệu rằng đây là khả năng diễn xuất của một nghệ sĩ, hay thật sự đây là một cảm xúc rất đau đớn đến tận bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai? Lương Vi Hảo, Hồng Giang, Bạc Duyên mà. Nhưng liệu rằng bài báo ngày xưa có đủ là cái chứng cứ để chứng tỏ bạn bị phản bội hay không? Trần Mỹ, sự bản lĩnh và cá tính của bạn khiến cho chúng tôi cảm thấy khá là bất ngờ. Bản lĩnh này không phải là tự sinh ra mà có, mà là những nỗi đau, hay chính bạn là người đã gây ra nỗi đau cho biết bao nhiêu người khác. Lại Thanh Hương, tôi là nhân chứng sống cho những lần mà tôi gặp gỡ cô ấy. Cô ấy đã khóc rất nhiều trong những lần bị thất tình. Nhưng thời gian mà tôi lai rai với cô ấy đã lâu rồi. Tôi chỉ nhớ rằng cô ấy yêu, đã yêu rất chân thành, và cô ấy rất ghét bị lừa dối. Và bây giờ sẽ là giây phút để chúng ta biết được kết quả cuối cùng ngày hôm nay. 3, 2, 1, xin mời. Cái gì vậy? Từ đó, đơn vị của đạo drama hay gì? Tiếp tục đi mà. Là bạn trai đấy không phải bạn trai em. Ủa, vậy là 100% rồi.
Vậy bạn trai của ai? Bạn trai sau này của em. Trong thời gian mà em nhận được cái video đấy thì bạn ấy không phải là bạn trai của em. Đấy là một câu chuyện có thật. Và em nhận được cái video đó thì trong cái khoảng thời gian là hai đứa vừa mới bắt đầu gặp nhau thôi. Nếu mà để nói là em bị phản bội hay cắm sừng thì tất nhiên là sẽ không phải. Thì cái bạn trai mà trong chiếc video đấy là bạn trai của em hiện giờ. Ủa mà lý do vì sao mà cô gái kia tự nhiên gửi vào Instagram của bạn? Cô ấy muốn giành lại chàng trai đấy. Muốn giành lại. Cô ta dùng rất là nhiều cách để giành chàng trai đấy lại. Nhưng mà chàng trai đấy thì không muốn. Và trong một cái ngày đi club á, thì có một người quen đã gọi cô ấy lên chung. Và khi mà bạn trai em bây giờ lúc đấy là bạn ấy quá say. Giống như nãy em chia sẻ, hoàn toàn câu chuyện đấy là câu chuyện thật. Nhưng mà nó không ở trong cái khoảng thời điểm đấy thì nó giống như kiểu một nửa bánh mì. Nó không phải là sự phản bội đối với em. Đấy là đang trong khoảng thời gian tìm hiểu thôi. Một chàng trai đang trong khoảng thời gian tìm hiểu thì bạn ấy cũng có thể tìm hiểu những người khác nữa. Có một cái điều đặc biệt là năm nay em 28 tuổi. Em có khoảng 4 mối tình nghiêm túc. Mối tình dài nhất là 8 năm. Chưa bao giờ em bị cắm sừng cả. Quen em thì họ đều rất là thật lòng yêu em. Thì em cảm thấy đó là một cái sự may mắn của em. Cái thời gian mà cô ấy với thằng em kia phát hiện ra clip đó chưa phải là người yêu nên không tính là phản bội. Như vậy đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều luồng ý kiến cho rằng Lại Thanh Hương là người thứ ba. Bạn có lời thanh minh nào cho mình không? Nếu mà nói là người thứ ba thì em cũng chả biết được câu chuyện này phải là người thứ ba hay không. Khi mà em bắt đầu cái mối quan hệ chính thức với cả bạn đấy thì bạn ấy đã chia tay người kia lâu rồi. Đã chia tay rồi. Như nãy em chia sẻ là sau cái sớ đấy thì em đã hỏi bạn đấy 4 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là You like me or love me? Thì bạn trai em người nước ngoài, anh thích em hay là anh yêu em? Thì bạn ấy trả lời rằng là trước đấy thì bạn ấy chỉ thích em thôi. Nhưng mà sau cái câu chuyện video đấy thì bạn ấy thấy được cái sự chân thành của em. Và bạn ấy hiểu rằng là em thực sự cần thiết cho cuộc sống của bạn ấy. Và bạn ấy nói là bạn yêu em. Cái em thì hỏi tiếp anh sẽ làm gì nếu mà chúng ta có mối quan hệ. Bạn ấy không hứa hẹn điều gì, nhưng bạn ấy sẽ cố gắng để giữ được cái mối quan hệ này tốt nhất. Câu hỏi thứ ba là em hỏi bạn ấy rằng là bây giờ chúng ta bắt đầu chính thức làm người yêu được không? Wow, chủ động quá ha. Thì bạn ấy nói là đồng ý. Và cái câu hỏi tiếp theo nữa là anh có thực sự muốn nghiêm túc hay không? Vì em đã có tuổi, em đã mất 8 năm cho một chàng trai thì em không muốn mất thêm thời gian nữa. Anh ấy nói là anh ấy đồng ý. Thì đúng là sau cái ngày hôm đấy bạn ấy đã block cái cô gái đó. Hiện tại thì bọn em mới đang chỉ quen nhau khoảng gần 4 tháng thôi. Nhưng mà em cảm thấy là bạn ấy thực sự đang làm được những cái điều mà bạn ấy đã nói với em. Cảm ơn Lại Thanh Hương. Và hy vọng Lại Thanh Hương sẽ có được một hạnh phúc xứng đáng với cô ấy. Xin chúc mừng Diễm Di Lơ. Rất là thông minh, tinh tế và may mắn nữa chứ. Và trước khi chúng ta nhận thưởng, phải là lời xin lỗi. Bởi vì những câu chuyện có thật mà chúng ta nở lòng, hoài nghi. Nhất là Thanh Vân nha. Thì anh mới nhận ra là có thể là em vấp là do hoặc là em trả lời chung chung, hoặc có thể là giống nãy anh ta nghi là cũng đúng, là có thể là em sẽ cố gắng vấp để gài anh vô cái thế chọn em. Thật sự nếu mà gọn nè, đó là câu chuyện thật của em, xin lỗi em, xin lỗi em. Có vài lời gửi đến Vân Linh, Thảo và Mỹ thì trước tiên là xin lỗi. Thì thật ra thì những lời nói nãy nếu mà có đụng chạm hay là làm các bạn tổn thương thì thực sự mình xin lỗi và mong các bạn không có để lòng chuyện đó. Nào chúng ta đến với hình phạt và phần thưởng thôi. Yeah, kính thưa quý vị, xin được chào đón quý vị đang quay trở lại với Người Hùng của Những Ngôi Sao. Và bây giờ là phần cuối rồi. Dạ, kính thưa quý vị, với 6 viên bột này chúng ta sẽ cần 6 ly nước để trộn lên 6 cục bột, 60 cục em bột. Em ơi nghiệp, để làm nghiệp nói cho nghe. Đơn giản lắm, 6 viên bột này thì cứ ra mỗi thành viên của đội thắng. Dạ. Đem viên bột này tặng lên gương mặt đáng yêu của đội thua thôi mà. Là ô dầu. Rồi xin mời thành viên đầu tiên đi ạ. 3, 2, 1, xin mời. Sung sướng chưa? Sung sướng mà. Người thứ hai. Ừ đó, trang điểm phải luôn. Chạy luôn. Ờ, trang điểm luôn. Trời đất ơi. Tấm trắng hay gì? Ê, Minh Thảo,
nãy giờ tôi đang rất là mong chờ nè. Lên à, bước lên đây. Chắc không còn anh em gì nữa. Diễn, anh em tình nghĩa chắc có bình lâu hả? Năm từ hán đại dương phu có làm có chịu. Thực sự đây là một sự may mắn. Sự may mắn có tính trước. Trời ơi hả, cũng khinh thương lắm rồi đó. Đó là hình hạt vui vẻ, không vào nghe. Vỗ tay. Không anh lần sau nó trả thù em á. Còn bây giờ sẽ là phần thưởng dành cho người giành được vị trí người hùng của những ngôi sao tuần này. Còn ai khác, Diễn Dealer. Và người trao tặng đó chính là Lại Thanh Hương. Tổng số đã được khám phá ra bởi sự thực hiện. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia cùng Người Hùng của Những Ngôi Sao. Là một chương trình mang rất nhiều màu sắc về cảm xúc. Ở tuần này là một màn đấu trí rất căng thẳng, cam go và đầy drama. Và hy vọng chúng ta sẽ rút tỉa ra được rất nhiều thông điệp hay qua chương trình. Hãy luôn nâng niu tình cảm, tình yêu và đừng bao giờ lừa dối ai cả. Hãy tiếp tục đồng hành với chúng tôi vào khung giờ quen thuộc 21:30 thứ năm tuần sau trên kênh HTV7. Và chương trình được Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Sunrise Media thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.